Hello hello, xin chào mọi người. Mình là Thương từ blog Yogi Travel đây. Và chào mừng mọi người tới với cái chuỗi những cái câu hỏi và thắc mắc về yoga. Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Một câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Đó là nếu mà cơ thể bạn cứng quá, bạn không dẻo dai thì bạn có nên tập yoga hay không? Hoặc là bạn có tập được yoga hay không? Bạn cũng hay thường thấy là mọi người nói là ôi em cứng quá em không tập yoga được đâu, yoga là cho mấy bạn nữ cơ hoặc là những người nào mà dẻo cơ. Vậy thì câu trả lời của mình là bạn có thể tập yoga được nha, 100% là được. Dù bạn ở cái thể trạng cơ thể như thế nào, bạn mập hay là bạn gầy, bạn cứng hay là bạn dẻo, bạn già hay là bạn trẻ, tất cả mọi người đều có thể tập yoga được. Và mình thường giải thích với các bạn ở trung tâm yoga của mình một cách giải thích mà rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả và mọi người nhớ mãi luôn. Đó là bạn hãy tưởng tượng cái cơ thể bạn giống như một cái cây đi nha. Nếu mà bạn là cây dừa thì bạn sẽ liên tưởng tới sự vững chãi, sự vững chắc. Cái thế dừa đứng rất là thẳng, rất là cao thì rất là cứng. Đó là biểu hiện cho những người mà cứng và vững chắc. Cái cây thứ hai là mọi người hãy nghĩ tới cây mùng tơi. Cây mùng tơi là một cái cây dây leo mà nó rất là mềm, rất là yếu và nó phải bám vào cái hàng rào, bám vào cái cây khác để mà vươn lên. Vậy thì hãy tưởng tượng nếu mà gió thổi thì sẽ như thế nào? Cái cây mùng tơi nó sẽ đung đưa nhẹ nhàng, nếu mà gió nhỏ ha thì cây mùng tơi nó sẽ đung đưa qua lại, nó bám vào cây khác để đứng. Còn cây dừa thì cũng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà một khi mà bão lớn hay là gió to đi thì chắc chắn là cây mùng tơi sẽ bị giật gốc và bị bật lên và đổ nghiêng qua. Hoặc là cây dừa cứng quá mà không đu được theo chiều gió thì sẽ gãy ngang và gãy luôn. Vậy thì mình phải giống như cây gì? Mình thường kêu mọi người là hãy tưởng tượng tới cây tre. Cây tre là một cái cây biểu tượng cho một cái sự vừa vững chắc vừa rất là linh hoạt. Cây tre thì lúc mà gió thổi nó sẽ uốn mình theo và nó tạo được cái sự linh hoạt, sự mềm dẻo của cơ thể nó. Đồng thời lúc mà cần sức mạnh, người ta vẫn dùng nó để xây nhà, để làm nhà, làm cầu, làm đường thì rất là vững chắc. Cho nên cái keyword mà mọi người cần nhớ đây đó là balance, là sự thăng bằng, sự cân bằng. Mình tập để đạt đến một cái sự cân bằng của thể trạng của mình. Nếu mà bạn cứng quá thì các động tác yoga, các bài tập yoga sẽ làm cho bạn mềm mại hơn, dẻo dai hơn, linh hoạt hơn. Nếu mà bạn mềm yếu quá thì những bài tập yoga sẽ tăng cái sức mạnh cho cơ bắp, giúp bạn vững chãi hơn, chắc chắn hơn. Có người sinh ra thì bẩm sinh đã là cứng rồi, cái cơ địa của người ta đã rất là cứng, rất là khỏe. Có người sinh ra thì đã dẻo dai, đã rất là mềm mại rồi. Cho nên nếu bạn dẻo quá cũng không tốt, cứng quá cũng không tốt, hãy cân bằng giữa sức mạnh và sự dẻo dai. Balance đó là cái keyword của những môn, của cái môn tập yoga này nha. Vậy thì đối với những người dẻo quá, hãy tăng các bài tập về cơ bắp, những cái bài tập mà giúp cho bạn săn chắc hơn, vững chãi hơn, làm cho gốc rễ của bạn bám được chắc hơn, thân của bạn sẽ cứng cáp, vững chãi dần lên. Đừng vì cái cơ thể mình mềm dẻo mà rướn quá theo những cái động tác mà uốn nhiều hay là tăng cái sự linh hoạt nhiều. Vậy thì bạn càng tăng dần đi cái độ mềm dẻo mà không xây được, dựng được cái sự cứng rắn của mình. Và chính vì vậy mà những người dẻo quá, những người có thể trạng mềm và linh hoạt quá lại là những người dễ bị chấn thương nhất ở trong các lớp yoga. Còn đối với những người cứng quá, hãy tăng các động tác mà kéo giãn, vặn xoắn, tăng các động tác làm cho cơ thể mình linh hoạt hơn, dẻo dai hơn. Thì những người cứng thực ra lại là dễ tập yoga hơn, bởi vì bạn đã có sẵn cái sức mạnh của cơ bắp, sẵn cái sự vững chãi rồi. Bạn chỉ cần xây dựng được lên cái độ linh hoạt, dẻo dai nữa thôi. Thì cái này đòi hỏi tùy thuộc vào cái cơ địa, cái thể trạng của người đó, đồng thời tùy thuộc vào cái thời gian kiên nhẫn đó nha. 1-2 ngày không có thể biến bạn từ cây dừa thành cây mùng tơi được, mà cần phải một thời gian, 1 năm, 2 năm, thì một ngày bạn sẽ xây dựng được cái sự linh hoạt, dẻo dai và cơ thể bạn nó đỡ cứng nhắc hơn, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn. Và mình thường có một lời khuyên cho những bạn mà đang tập yoga ở những cái trung tâm lớn mà lớp rất là đông và nhiều người ở nhiều level, nhiều cái trình độ khác nhau, nhiều cái thể trạng khác nhau. Thì mình thường các bạn thường là nhìn vào xung quanh và nói là ôi sao người này dẻo thế, ôi sao người này khỏe thế mà tại sao mình không làm được. Thì mình thường động viên các bạn như thế này,
mỗi người ở trong lớp yoga đó là một cái cộng đồng mà chúng ta là những người có những thể trạng khác nhau, có những cái cơ thể khác nhau, có người đã sinh một đứa hai đứa con rồi, có người thì rất là khỏe, mới 20-21 tuổi chưa, cơ thể chưa bị ảnh hưởng gì hết. Có người thì làm công việc tay chân, có người thì ngồi máy tính làm việc cả ngày. Cho nên mỗi người, mỗi cái cá thể ở trong lớp là một cái thể trạng, một cái cơ địa khác nhau. Đồng thời mình cũng không giống, hãy tưởng tượng như là đội tuyển U23 Việt Nam đi. Các cầu thủ được xây dựng cùng một lứa tuổi, cùng một thể trạng và được ăn chế độ như nhau, được luyện tập như nhau. Thì mình không phải là đội tuyển U23 Việt Nam, cho nên không cần so sánh. Bạn không so sánh người này với người kia, cơ thể mình là chính mình. Hãy tập từ từ, hãy lắng nghe. Quan trọng nhất là lắng nghe và cảm nhận vào cơ thể mình, để biết là mình đang cứng thì mình cần xây dựng cái độ dẻo dai linh hoạt. Mình đang là người dẻo dai linh hoạt thì hãy xây dựng cái sức mạnh lên. Nhớ lại, nhắc lại một lần nữa, đó là mình cần cái sự cân bằng, cần cái balance cả trong cuộc sống và trong cả trong luyện tập của mình nữa nha. Cho nên hãy tập luyện với một cái thái độ rộng mở và kiên nhẫn. Đừng khen, đừng chê, đừng so sánh mình. Hãy lắng nghe và cảm nhận vào bản thân mình thôi. Và hãy biết được cái giới hạn của bản thân mình để mình lựa chọn được cái bài tập phù hợp hơn. Vậy nha, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người trong cái video clip lần sau. Câu hỏi tiếp theo. Chúc mọi người vui. Bye bye.